truyền hình đó đây. Đó. Rồi thầy nói rồi, tối nay mình đúc đàn. Hôm nay mà có truyền hình Budi mà đến đây phỏng vấn thầy đó, là vì có tin Thiền sư Nhất Hạnh vừa viên tịch ở Việt Nam. Dạ. Họ đến. Và Thiền sư Nhất Hạnh là một vị thầy đóng góp rất là lớn không những cho đạo Phật Việt Nam và thế giới. Có nhiều điều mà chúng ta phải học từ ngài nha. Thì tối nay mấy thầy trò mình cũng đốt đèn. Dạ. Để mà tưởng nhớ đến một vị thầy. Dạ. Mặc dầu là như con biết là cái phương pháp tu của thầy nó hơi giống nhau, nhưng mà thầy rất ngưỡng mộ một người đóng góp cho hòa bình, cho xã hội, cho giáo dục, thấy không? Dạ. Cho Phật giáo và hiến thân trọn đời cho cái lý tưởng chung. A Di Đà Phật. Có những điều mà chúng ta phải học. Dạ. A Di Đà Phật. Cho đột nến tưởng nhớ ngài Thích Nhất Hạnh. Dạ, đốt trên chùa Bà Cột đó. A Di Đà Phật. Mà không đốt ở trên chánh điện đâu nha mọi người, nó là chánh điện, hơi tội nhé.